trên LCMS của mỗi lớp á, các bạn nhớ vào coi nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra để mình làm cho nó đúng nha. Cái này thì không có cho các bạn làm bù, nếu mà các bạn bỏ kiểm tra thì không làm bù được. Rồi, đầu tiên, đầu giờ thì cô sẽ ôn cho các bạn cơ sở lý thuyết phần lý thuyết thực hành alkaloid và caffeine, định lượng bằng phương pháp đo quang. Sau đó thì các em sẽ coi video lại nha. Rồi cô nhắc lại, tuần sau thì mình có buổi một cái bài kiểm tra giữa kỳ. Nội dung là bài alkaloid. Tức là nội dung ngày hôm nay mà mình ôn nè. Còn ngày làm, giờ làm và nội dung. Thì các bạn cách thức làm thì bạn xem trên LCMS ha. Cô ghi rất là kỹ trên đó rồi. Rồi đối với lại bài alkaloid thì các bạn sẽ nắm cho cô bốn cái nội dung sau đây liên quan đến chiết xuất và định tính bốn dược liệu. Thứ nhất là cà độc dược, thứ hai là trà, thứ ba là mã tiền và thứ tư là vàng đắng. Thì trong bốn cái dược liệu này chúng ta sẽ áp dụng hai cái phương pháp chiết xuất kinh điển. Một là chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ thu được alkaloid dạng bazơ. Ví dụ như trong cà độc dược. Thứ hai là chúng ta sẽ dùng dung môi phân cực như là nước, nước axit để chúng ta chiết alkaloid dạng muối. Ví dụ như trong bài này chúng ta có trà, ta chiết bằng nước. Ta thu được alkaloid dạng muối ban đầu. Mã tiền và vàng đắng chúng ta chiết bằng nước axit thì chúng ta cũng thu được alkaloid dạng muối. Thì nhắc lại về phần cơ sở lý thuyết ha, alkaloid có hai dạng, dạng muối và dạng bazơ. Dạng muối và dạng bazơ, thường alkaloid tồn tại ở trong cây dưới dạng muối với axit hữu cơ có sẵn ở trong cây. Và sau khi mà mình chiết xuất ra thì tùy cái mục đích mình sử dụng hoặc là tùy thuộc vào cái cấu trúc, cái tính chất của alkaloid đó mà chúng ta lựa chọn phương pháp nào. Ví dụ như trong cà độc dược thì chúng ta sẽ chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm. Tại sao cà độc dược mình không áp dụng cái phương pháp chiết bằng nước axit? Thì cái buổi học alkaloid của đợt trước cô có nhắc rồi, tí nữa cô sẽ nhắc lại ha. Hoặc là trong mã tiền chúng ta chiết bằng phương pháp số 2 là chiết bằng nước axit. Rồi hỏi ngược lại, tại sao chúng ta không thể chiết mã tiền bằng phương pháp chiết số 1 giống như cà độc dược? Thì tí nữa cô cũng sẽ nhắc lại cho các bạn luôn. Và các bạn nhìn tổng quát bốn cái câu hỏi trong bốn cái nội dung này thì các bạn sẽ thấy dược liệu 1, 2, 3 là cà độc dược, trà và mã tiền. Thì người ta sẽ hỏi bạn là dược liệu này có alkaloid hay không? Nếu có thì có phải là những cái alkaloid cụ thể như là atropine, caffeine, strychnine, berberine. Vậy để trả lời cho câu hỏi dược liệu có alkaloid hay không thì chúng ta sẽ dựa vào nhóm thuốc thử chung. Nhóm thuốc thử chung còn gọi là thuốc thử tạo tủa. Và để tiến hành với thuốc thử chung thì alkaloid toàn bộ phải ở dạng muối. Tất cả phải ở dạng muối thì mới tiến hành với thuốc thử chung được. Còn nếu như để trả lời câu hỏi dược liệu có phải là alkaloid nào đó cụ thể như là atropine, caffeine, strychnine, brucine, berberine thì chúng ta sẽ tiến hành với thuốc thử đặc hiệu. Thuốc thử đặc hiệu còn gọi là thuốc thử tạo màu. Cơ chế là những cái phản ứng oxy hóa khử. Để tiến hành với thuốc thử đặc hiệu thì đa số, cô dùng chữ đa số chứ không phải tất cả nha, đa số alkaloid phải ở dạng bazơ và môi trường khang. Đa số thì nó sẽ có thiểu số. Thiểu số đó là những cái trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như là trong bài này, có vàng đắng, khi định tính bằng thuốc thử đặc hiệu thì alkaloid lại ở dạng muối. Hoặc là trong cây cankina, quinine. Quinine khi tiến hành bằng thuốc thử đặc hiệu alkaloid cũng ở dạng muối.
Còn đương nhiên khi tiến hành với thuốc thử chung tất cả toàn bộ alkaloid phải ở dạng muối thì mình không có bàn cãi nữa rồi. À, cái điều này là các bạn phải nhớ. Vậy đối với cà độc dược thì chúng ta sẽ có hai cái nội dung, hai cái phương pháp kiểm nghiệm. Một là kiểm nghiệm về mặt hóa học, tức là chúng ta tiến hành những cái phản ứng thuốc thử chung, thuốc thử đặc hiệu. Nội dung kiểm nghiệm thứ hai là kiểm nghiệm bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng. À, với cái phương pháp sắc ký lớp mỏng này thì tiến hành cái dạng alkaloid tiến hành với sắc ký lớp mỏng thì cũng tương tự như là với thuốc thử đặc hiệu, alkaloid phải ở dạng bazơ và môi trường khang. À, thì đó là cô nói sơ qua về cái nội dung của ngày hôm nay. Rồi nhóm thuốc thử chung, à, thì nhắc lại năm cái thuốc thử chung mà mình sử dụng nè: Busarda, Grazendorf, Van Meyer, Bẹt Trăng và Hager. Trong đó Hager là cái thuốc thử mà tạo tủa tinh thể. Còn bốn cái thuốc thử còn lại thì thường là tạo tủa vô định hình. À. Và đối với lại những cái dược liệu chứa alkaloid khi phản ứng với thuốc thử chung, nếu có alkaloid thì nó sẽ có tủa. Và cái mức độ tủa của nó thì quy định theo cái khung màu xám ở kế bên. Tại vì mỗi cái thuốc thử phản ứng với từng loại alkaloid nó có cái độ nhạy khác nhau, hoặc là cái lượng alkaloid trong dược liệu nhiều hay ít mà cái lượng tủa tạo ra nó ít hay nhiều. Ví dụ như chút nữa bạn coi lại cái video định tính cà độc dược thì bạn sẽ thấy chỉ có 4 cái thuốc thử chung dương tính thôi, trừ Hager nó âm tính, tức là nó không tạo tủa với lại alkaloid trong cà độc dược, tức là nó kém nhạy với alkaloid trong cà độc dược nên nó không có tủa. Vậy 4 ống còn lại có tủa, vậy có đủ để mình trả lời dược liệu có alkaloid hay chưa? Thì bạn học phần lý thuyết cũng như là buổi trước cô có nhắc rồi ha. Chỉ cần một ống thuốc thử chung dương tính thì mình có thể trả lời dược liệu có alkaloid rồi. Cụ thể trong chương trình học thực hành có lá trà. Thì đối với lá trà, 5 ống thuốc thử chung chỉ có một ống tủa duy nhất, đó là Bẹt Trăng. Còn toàn lại 4 ống âm tính hết. Thì đối với lại lá trà là chiết kỹ dữ lắm á, thì mới được một cái ống Bẹt Trăng nó dương tính. Tức là tủa, nhưng mà cái tủa nó ít thôi, nó chỉ đục hơn ống trứng thôi. Còn khi mà các bạn làm tại phòng thực hành lúc trước á, các khóa trước làm tại phòng thực hành á, thì các bạn tiến hành với thuốc thử chung trong lá trà 5 ống âm tính luôn là chuyện bình thường. 5 ống âm tính thì hết sức bình thường, không có gì lạ hết. Vậy nếu âm tính hết thì mình có trả lời dược liệu có alkaloid hay không, thì lúc đó bạn phải xét tới cái phản ứng đặc hiệu là phản ứng Muricip. Phản ứng đặc hiệu Muricip nó lên màu tím xim, có nghĩa là trong cái dược liệu đó có chứa caffeine. Vậy bây giờ bạn có thấy mâu thuẫn không? Thuốc thử chung âm tính hết mà Muricip nó lại dương tính, bạn trả lời nó có caffeine, vậy chắc chắn nó có alkaloid. Vậy tại sao thuốc thử chung âm tính hết? Tại vì thuốc thử chung đa số caffeine nó kém nhạy với lại các thuốc thử chung. Nó chỉ nhạy với mỗi thằng Bẹt Trăng thôi, mà độ nhạy cũng rất là thấp. Mà trong quá trình các bạn chiết xuất, bạn lắc phân bố không đạt yêu cầu nên nó âm tính hết. Vậy lúc này mình phải dựa vào phản ứng đặc hiệu. Vậy giữa hai nhóm phản ứng chung và phản ứng đặc hiệu, thì phản ứng đặc hiệu nó có cái giá trị hơn, nó chính xác hơn. Thì cái trường hợp đó nếu mà vấn đáp thầy cô hỏi ha, 5 ống thuốc thử chung âm tính hết mà cái ống Muricip nó lên dương tính, nó có màu tím xim, vậy bạn kết luận như thế nào? Thì mình vẫn kết luận là có alkaloid và đó chính là caffeine. Tại sao thuốc thử chung âm tính hết? Vì caffeine nó kém nhạy với các thuốc thử chung. Đơn giản thôi ha. Rồi. Và cái lượng tủa tạo ra sau phản ứng với thuốc thử chung thì được đánh giá lượng tủa nhiều hay ít qua số lượng dấu cộng. Thì ở đây cô tóm tắt trong cái bảng này, các bạn tự xem. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ qua cái nội dung đó là cây cà độc dược. Cây cà độc dược chúng ta có hai cái phương pháp kiểm nghiệm. Một là phương pháp kiểm nghiệm về mặt hóa học, dược liệu có alkaloid hay không, trả lời bằng tiến hành với nhóm thuốc thử chung. Hai, có phải là atropine hoặc cobalamin hay không, thì dựa vào phản ứng đặc hiệu có tên là vitalimurin. Và thành phần của thuốc thử đặc hiệu, thành phần của thuốc thử đặc hiệu, hiện tượng của thuốc thử đặc hiệu là các bạn phải nhớ để làm bài.
làm trắc nghiệm, vấn đáp. À, thì các bạn lưu ý nhớ giùm cô nha. Và cô cũng đã tóm tắt trong cái bảng màu tím này. Ví dụ như phản ứng Vitalimurin mình tiến hành như thế nào, thành phần thuốc tử gồm những chất gì. À, thì ở đây cô cũng đã tóm tắt rồi ha. Nên bạn nên note lại để khi mà vấn đáp hoặc là trắc nghiệm, bạn nhớ biết để trả lời. Và đầu tiên đây là cái phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm. Có nghĩa là chúng ta sẽ chiết dạng 3 giờ ngay cái bước đầu tiên. Rồi bạn nhìn giùm cô cái quy trình chiết xuất. Bột dược liệu các bạn cân 2 gram. Sau đó bạn sẽ làm ẩm bằng natri carbonate 5%. Bạn sẽ làm ẩm natri carbonate 5%. Vậy cái bước làm ẩm này còn gọi là bước kiềm hóa. Vậy ý nghĩa của việc kiềm hóa này để làm gì? Ví dụ vấn đáp thầy cô hỏi ha. Vậy ý nghĩa của việc kiềm hóa, ý nghĩa của việc làm ẩm này là để chuyển alkaloid trong bột dược liệu từ dạng muối về dạng bazơ. Dạng bazơ là dạng kém phân cực, nên chúng ta sẽ chiết nó bằng dung môi kém phân cực. Ví dụ như là chloroform. Vậy trong quy trình này chúng ta dùng 20ml chloroform để chúng ta chiết. Vậy cái chữ vừa đủ ẩm, kiềm hóa vừa đủ ẩm. Vậy nếu như lỡ như chúng ta cho dư kiềm hoặc là chúng ta chưa kiềm hóa để vừa đủ ẩm thì hiện tượng gì xảy ra? Ở đây có hai cái tình huống. Một là chưa đủ ẩm, tức là cái bột nó còn khô. Vậy khi bột nó còn khô như vậy, tức là bạn chưa chuyển hết alkaloid từ dạng muối về dạng bazơ. Mà nếu chưa chuyển hết về dạng bazơ thì cái bước tiếp theo bạn chiết bằng chloroform, bạn lấy rất là ít alkaloid, và các bước tiếp theo nữa thậm chí bạn làm không ra phản ứng luôn. Đó là thực tế, nếu mà bạn học tại thực hành, tại phòng thực hành, tại bộ môn bạn tiến hành trực tiếp á, thì bạn sẽ thấy cái bước mà làm ẩm cực kỳ quan trọng cho những bước tiếp theo. Làm không đạt yêu cầu là chiết không ra, phản ứng không ra luôn. À. Còn nếu như nghe như vậy sợ quá, mình cho nhiều vô, mình cho nó đầy luôn, mình cho nó dư đi, dư còn hơn thiếu. Dư thì kết quả nó cũng tệ y chang như là thiếu. Tại sao? Khi bạn cho dư, bạn cho cái bột nó ướt nhẹp luôn, thì nó bị bao bọc bên ngoài bởi một cái lớp nước. Nước ở đâu ra? Natri carbonate 5% thì 95% còn lại là nước. Vậy khi mà lớp nước nó bao bọc hết dược liệu như vậy rồi, thì bước tiếp theo bạn cho chloroform vào, thì chloroform nó không thấm được vào trong dược liệu để chiết alkaloid dạng bazơ, thì cái hiệu quả chiết, hiệu suất chiết nó cũng sẽ rất là kém, giống như là mình làm chưa đủ ẩm. Một cái thì chưa chuyển hết về dạng bazơ, một cái là nước nó bọc đầy dược liệu hết, chloroform không thấm vào được, nên vừa đủ ẩm, thì bạn sẽ xem trong video ha, thế nào là vừa đủ ẩm. Tương tự như nhà mình trộn bột để mình làm bánh vậy đó. Rồi sau cái bước thứ nhất thì trong cái dịch chiết chloroform lúc này chúng ta thu được alkaloid dạng bazơ. Bạn nào mà có in slide ra ha, thì hoặc là các bạn có giấy tập á, thì bạn nhớ là ghi chép lại. Tại vì khi cho bạn một cái quy trình chiết ha, sẽ hỏi trong cái dịch chiết chloroform chứa alkaloid dạng gì, trong dịch chiết nước chứa alkaloid dạng gì, thì bạn phải nhớ ha. Sau bước thứ nhất, trong dịch chiết chloroform chứa alkaloid dạng bazơ. Vậy bước thứ hai, lắc phân bố với lại 20ml acid sulfuric 2%. Vậy ý nghĩa của bước thứ hai này là chuyển dạng alkaloid từ dạng bazơ về dạng muối. Đó. Và đồng thời loại được tạp kém phân cực. Nó có hai ý nghĩa nha. Tạp kém phân cực nó nằm ở đâu? Khi lắc phân bố với nước axit thì alkaloid chuyển về dạng muối, nó sẽ nằm trong lớp nước axit. Còn tạp kém phân cực nó sẽ nằm lại trong lớp chloroform bên dưới. À, mình sẽ xả, mình bỏ đi, thu được alkaloid dạng muối, và lúc này mình tiến hành với thuốc thử chung. Còn lại bao nhiêu? Mình lại kiềm hóa ở bước thứ 3 bằng natri carbonate 5% tới pH bằng 10. Sau cái bước thứ 3 này, chúng ta thu được alkaloid dạng bazơ. Vậy có bạn hỏi là ở trên cũng là dạng bazơ, ở dưới cũng là dạng bazơ. Vậy hai cái dạng bazơ này nó có khác nhau hay không? Nó vẫn là alkaloid dạng bazơ. Tuy nhiên, thì ở cái bước thứ 3, dịch chiết chloroform sau bước thứ 3, thì alkaloid nó tinh khiết hơn. Còn cái dịch chiết chloroform sau bước 1 á, thì nó lẫn rất là nhiều tạp.
Và ở cái bước thứ ba này, sau khi chúng ta kiềm hóa sau khi chúng ta kiềm hóa bằng natri carbonat 5% tới pH bằng 10, thì lúc này vừa chuyển alkaloid từ dạng muối về dạng bazơ, đồng thời loại được tạp phân cực. Nên cái dịch chiết chloroform cuối cùng nó tinh khiết để chúng ta có thể tiến hành phản ứng đặc hiệu hoặc là sắc ký lớp mỏng. Các bạn nắm chỗ này giùm cô. Một chút nữa bạn coi lại video ở cái bước thứ ba vì nó có liên quan đến phần trắc nghiệm và vấn đáp. Thì khi bạn cho natri carbonat 5% vào thì bạn sẽ thấy có một cái điểm, có một cái thời điểm trước khi mà pH chuyển sang 10 thì bạn sẽ thấy nó hết cái hiện tượng sủi bọt. Khi bạn cho natri carbonat vào trong dung dịch nước axit ở phía trên thì bạn sẽ thấy cái hiện tượng sủi bọt. Vậy sủi bọt đó ở là cái hiện tượng gì? Thì hiện tượng sủi bọt thì bạn cứ hình dung thử ha, natri carbonat mà trong cái môi trường nước thì nó sẽ tạo thành khí gì mà nó sủi bọt lên. Cái này là hóa lớp 8 mà ha, nên các bạn coi cái quy trình và các bạn đoán ra được cái khí sủi bọt đó là gì. Còn không biết khí sủi bọt đó là gì, mở hóa lớp 8 ra coi lại nha. Vì tại sao nhấn mạnh đến cái khí sủi bọt đó là khi dựa vào cái hiện tượng sủi bọt khí đó mà chúng ta sẽ đoán được pH nó gần tới 10 hay chưa. Khi hết cái hiện tượng sủi bọt thì pH nó mới gần tới 10 được. Tại vì còn cái bọt khí đó, tức là môi trường còn axit. Và còn axit tức là alkaloid còn ở dạng muối. Thì một chút nữa trước khi mà các bạn xem video tới chỗ này, bạn tua lại coi cho kỹ nha. Trong dịch chiết nước axit chứa alkaloid dạng muối nên cái dung dịch này nó sẽ trong. Nó trong suốt, đúng không? Vậy khi mà bạn bắt đầu kiềm hóa bằng natri carbonat, bạn cho vào và bạn thử pH tới 10 thì bạn sẽ thấy là khi pH gần tới 10 thì dung dịch nó sao bạn? Nó sẽ tủa xuống. Nó vừa hết bọt khí mà nó vừa tủa xuống, dung dịch nó sẽ bị đục. Tại sao? Alkaloid dạng bazơ nó không tan trong nước nên nó đục. Thì đó là cái dấu hiệu để các bạn có thể nhận ra, hoặc cũng là cái đặc điểm để dựa vào đây thầy cô đặt các cái câu hỏi trắc nghiệm hoặc là câu hỏi vấn đáp cho các bạn. Rồi bước cuối cùng. Bước cuối cùng thì mình sẽ làm khan bằng natri sunfat để tiến hành phản ứng vitalimurin và sắc ký lớp mỏng y chang như trong quy trình thôi, cô không nhắc lại nữa. Ở đây cô chỉ nhắc lại vai trò của natri sunfat, tại sao phải làm khan trước khi tiến hành phản ứng vitalimurin và sắc ký lớp mỏng, là do phản ứng đặc hiệu. Cô giảng chung cho ba cái quy trình luôn nha, vai trò làm khan. Thì đối với lại phản ứng đặc hiệu, người ta còn gọi là phản ứng tạo màu, phản ứng oxy hóa khử, nên màu của nó rất là kém bền. Cũng như là sắc ký lớp mỏng, các bạn học dược liệu 1 rồi. Sắc ký lớp mỏng là cái phương pháp mà chúng ta sử dụng cái pha tỉnh là silica gel, nó rất là dễ bị hút ẩm. Vậy nếu như mẫu của chúng ta lẫn nước thì cái bản sắc ký sẽ bị hấp thụ và chất sẽ không tách được. Còn phản ứng đặc hiệu, phản ứng vitalimurin nói riêng, phản ứng đặc hiệu nói chung cần phải khan nước, là vì những cái tác nhân mình sử dụng trong cái phản ứng đặc hiệu á, thì hầu như mình sử dụng axit đậm đặc. Mà axit đậm đặc trong môi trường mà bị lẫn nước ha, thì nó thường xảy ra cái hiện tượng là nó bắn cái axit ngược lên, gây nguy hiểm cho người làm phản ứng. Và lý do thứ hai nữa là cái màu của nó sẽ không có bền. Bạn sẽ rất là khó quan sát. Nên đó là lý do mà khi tiến hành phản ứng đặc hiệu và sắc ký lớp mỏng thì đa số alkaloid phải ở dạng bazơ, đồng thời phải là môi trường khan, không bị lẫn nước. Thì đó là cô giảng rất là kỹ cái quy trình đầu tiên cho các bạn 2 phút. Có thắc mắc gì thì hỏi ha, sau 2 phút cô giảng tiếp. Rồi bạn nào có thắc mắc gì bài thì các bạn mở mic lên. Bạn nào phát biểu thì mở mic lên. Cô ơi, cô có thể nói lại ngay chỗ mà từ alkaloid từ dạng gì qua tới dạng gì của các bước ông cô nãy em ghi không kịp á. Rồi bây giờ cô hỏi em nè, trong dược liệu alkaloid ở dạng gì? Em bật mic luôn đi. Dạ cô, là dạng muối. Rồi. Vậy sau khi mình kiềm hóa xong bước thứ hai thì em thu được alkaloid dạng gì? Dạng bazơ hả cô?
Thì kiềm hóa xong thì thu được ăn calo dạng 3 giờ. Rồi em ghi đi. Rồi bước thứ hai, em lắc với lại nước axit thì em chuyển dạng 3 giờ về dạng gì? Em trả lời đi, trả lời cho nhớ luôn. Cho cả lớp nhớ luôn. Bước thứ hai là lắc với axit là... Cái khúc đó em chưa ghi kịp khúc đó con. Cô không nói em ghi kịp, cô chỉ hỏi em bây giờ em hiểu như thế nào về cái quy trình này nè. Tức là từ dạng 3 giờ trong dịch chiết chloroform, em cho tác dụng với axit thì em thu được alkaloid dạng gì? Này quá lớp 8 mà, 3 giờ tác dụng với axit thì em thu được alkaloid dạng gì? Dạng muối hả cô? Alkaloid nó chỉ có hai dạng thôi, dạng 3 giờ và dạng muối. Vậy ở trên dịch chiết chloroform là dạng 3 giờ và em cho tác dụng với axit thì trong dịch chiết axit em thu được alkaloid dạng muối. Rồi tiếp tục, kiềm hóa với natri carbonat 5% đến pH bằng 10. Vậy tiếp theo em thu được alkaloid dạng gì? Dạng 3 giờ. Thì nó vậy đó. Dạ rồi, đừng hiểu có ghi chi, ghi chi cho nó mệt, mình phải hiểu thì mình mới nhớ được ha. Và tại sao mình phải chuyển dạng qua lại nhiều lần như vậy để làm gì? À thì để tinh khiết hóa alkaloid, làm cho cái mẫu cuối cùng của mình nó lẫn ít tạp chất nhất. Rồi còn bạn nào thắc mắc nữa thì mình mở mic lên ha. Bạn nào mới phát biểu á? Dạ em cô ơi, cho em hỏi là cái phần mà mình kiềm hóa lại cô thì nó tinh khiết hơn là nó loại được cái tạp kém phân cực ở trên cái bước chiết chloroform, còn cái kẹp cái tạp phân cực á là mình loại ở bước nào cô? Tạp phân cực thì mình loại ở cái bước mà sau khi mà em kiềm hóa bằng natri carbonat 5% tới pH bằng 10 thì đã chuyển về dạng 3 giờ. Sau đó em lắc phân bố với lại chloroform thì lúc này nó sẽ tách thành hai lớp. Một lớp chloroform nó nằm bên dưới chứa alkaloid dạng 3 giờ và cái dịch chiết nước axit còn lại nó nằm phía trên. Vậy cái bước này mình loại được tạp phân cực. Tạp phân cực nó sẽ nằm lại trong lớp nước axit, nó không đi vào lớp chloroform. Rồi chỗ này được chưa? Dạ cô. Rồi, bạn nào thắc mắc nữa thì mình hỏi ha. Rồi, nếu không có thắc mắc thì mình đi tiếp. Và sau khi mình thu được alkaloid dạng 3 giờ thì mình sẽ tách ra làm hai mẫu, một mẫu mình đi tiến hành với lại phản ứng vitalimurin, một mẫu mình sẽ tiến hành với lại phương pháp sắc ký lớp mỏng bằng cách là mình chấm lên mẫu thử. Rồi, mẫu chuẩn thì mình chấm cái gì? Mẫu chuẩn người ta hỏi cái dược gì thì mình sẽ chấm dược liệu đó. Ví dụ như người ta hỏi có phải là cà độc dược hay không thì chuẩn thì mình sẽ chấm cà độc dược. Và sau khi chấm sắc ký và khai triển sắc ký với cái hệ dung môi là chloroform, methanol và amoniac thì chúng ta sẽ nhúng cái thuốc thử Grazendorp. Thuốc thử Grazendorp nó sẽ cho cái màu đỏ cam. Vậy nếu như trên sắc ký đồ mẫu thử nó có màu đỏ cam, đồng thời RF nó tương đồng với RVS của mẫu chuẩn thì chúng ta sẽ kết luận là dược liệu có alkaloid và đó chính là cà độc dược. Đó là cái tình huống đầu tiên, tình huống dương tính trực tiếp hoặc là thực tế đối với lại dược liệu này. Còn một cái tình huống thứ hai nữa là sau khi mà bạn nhúng Grazendorp xong trên mẫu thử của mình, mẫu chuẩn thì đương nhiên mình chấm cà độc dược thì mẫu chuẩn mình chấm Grazendorp thì nó sẽ y chang như là cái sắc ký đồ này thôi, y chang sắc ký đồ của chuẩn thôi. Nhưng nếu nó không phải là cà độc dược mà là một cái dược liệu nào đó có chứa alkaloid thì khi bạn nhúng thuốc thử Grazendorp trên mẫu thử nó cũng có những cái vết màu đỏ cam nhưng RF nó sẽ không tương đồng với RF của chuẩn. Thì lúc này mình kết luận là có alkaloid và không phải là cà độc dược. Còn một tình huống thứ ba nữa là không có alkaloid luôn. Thì khi bạn nhúng với Grazendorp thì cái mẫu thử của mình nó sẽ không có màu đỏ cam. Và nó đã không có màu đỏ cam rồi thì mình đâu cần xét cái tương đồng RF để làm gì nữa.
À, thì đó là cái trường hợp thứ ba là âm tính, tức là không có alkaloid. Vậy có ba trường hợp, các bạn note lại ha. Trường hợp thứ nhất, có alkaloid và cà độc dược thì sắc ký đồ như trên slide. Trường hợp thứ hai, có alkaloid nhưng không phải là cà độc dược. Thì trên mẫu thử, nó vẫn có những cái vết màu đỏ cam, nhưng RF không tương đồng với RF của các vết chuẩn. Trường hợp thứ ba là khi nhúng thuốc thử Razendop xong, trên vết thử không có vết nào có màu đỏ cam hết. Thì lúc đó đã không có màu đỏ cam rồi thì mình còn xét RF làm gì nữa. Kết luận luôn, dược liệu không có alkaloid. Rồi có bạn nào thắc mắc ở chỗ sắc ký lớp mỏng ha thì bật mic lên. Sắc ký lớp mỏng sẽ có 3 tình huống như cô vừa nói ha khi các bạn đi thi. Rồi nếu không có gì thắc mắc nữa thì mình sẽ qua dược liệu thứ hai, đó là trà. Thì trong trà nó có caffeine. Ngoài ra thì có một cái tính chất đặc biệt nữa là caffeine ở trong trà nó có liên kết với lại tannin, nó tạo phức với lại tannin. Nên các bạn nhìn vào quy trình, các bạn thấy cái đặc điểm đặc biệt ở trong trà đó là tác nhân kiềm hóa. Chúng ta sử dụng tác nhân kiềm hóa trong trà đó là canxi hydroxit 10%. Caffeine có tính kiềm rất là yếu, yếu hơn amonyak nữa. Nhưng caffeine trong bột trà chúng ta sử dụng một cái tác nhân kiềm mạnh, đó là nước vôi trong, để phá vỡ cái liên kết tannin đó. Đó là cái ý nghĩa, còn các bạn còn phải note lại. Còn tới giờ này, trong dịch chiết chloroform, trong dịch chiết axit có alkaloid dạng gì, cô sẽ không có giảng nữa vì đã giảng kỹ ở bài cà độc dược rồi. Ở đây có một cái cách chiết khác, khác với lại cà độc dược, cái nào khác thì cô mới nói nha. Ở đây chúng ta dùng dung môi chiết alkaloid trong bột trà, đó là nước sôi. Nước sôi là một dung môi phân cực, nên sau khi chiết xong chúng ta sẽ thu được dịch chiết nước có alkaloid dạng muối. Có nhiều bạn trả lời là alkaloid dạng nước. Alkaloid chỉ có hai dạng thôi, dạng bazơ và dạng muối. Nếu chiết bằng dung môi hữu cơ thì thu được alkaloid dạng bazơ. Nếu chiết bằng dung môi phân cực như là nước, nước axit hoặc là cồn, cồn axit thì chúng ta thu được alkaloid dạng dạng muối nha. Ở đây ha, chỉ có cái ý ngay chỗ đó thì cô cần nhắc các bạn thôi. Đó là nước sôi và canxi hydroxit. Còn lại các bước tiếp theo y chang như trong cà độc dược ha, sẽ không giảng lại cái chỗ này nữa. Và ở đây bạn lưu ý giùm cô tên thuốc thử đặc hiệu, thành phần thuốc thử đặc hiệu, màu thuốc thử đặc hiệu. Thì các bạn xem lại trong bài cũng như là mình xem trong cái video. Rồi. Và ngoài ra cô đặt một cái câu hỏi là nếu cô không chiết bột trà bằng nước sôi mà cô làm y chang như ở trên cà độc dược có được hay không? Tức là cô dùng bột trà, sau đó cô sẽ làm ẩm bột trà bằng một cái kiềm thích hợp. Ví dụ như thích hợp ở đây, lý do mình lựa chọn cái kiềm ở đây đó là canxi hydroxit. Tại sao lựa chọn thì đã giảng rồi. Vậy chúng ta có thể áp dụng bột trà giống y chang như trên này được hay không? Tức là chúng ta cho bột trà, sau đó làm ẩm bằng canxi hydroxit. Chúng ta chiết bằng chloroform. Ta làm y chang như cà độc dược có được hay không ha? Các bạn suy nghĩ. Và cái phương pháp chiết bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm này là cái phương pháp kinh điển có thể áp dụng cho hầu hết tất cả các dược liệu luôn. Các bạn lưu ý ha. Và ở đây các bạn nhớ đối với cà độc dược còn một điểm nữa nãy cô chưa nói ha, lý do chọn natri carbonat 5% mà không chọn amonyak, không chọn natri hydroxit, không chọn nước vôi trong. Thì ở đợt trước cô nói rồi, bạn nào chắc là những bạn mà có theo dõi bài kỹ thì còn nhớ ha. Trong atropine scopolamine có liên kết ester, nên nếu như các bạn dùng kiềm mạnh như là natri hydroxit hoặc là nước vôi trong thì sẽ bị thủy phân cái liên kết ester.
nên chúng ta không chọn được sút và nước vôi. Còn tại sao chúng ta không chọn được một cái kiềm yếu hơn, đó là amoniac? Là vì amoniac có BKA nhỏ hơn BKA của atropine và scopolamine, nên chúng ta không lựa chọn. Đó là lý do chúng ta lựa chọn một cái kiềm trung bình. Các bạn nhớ nó lại. Còn ở đây, trong trà, tính kiềm của nó yếu hơn tính kiềm của amoniac, nhưng chúng ta không dùng amoniac được là vì có liên kết với lại tannin. Thì đó là cái lý do, cái điểm khác nhau giữa quy trình này và quy trình kia ha. Các bạn cần nắm. Rồi cô qua cái dược liệu thứ ba, đó là mã tiền. Đối với hạt mã tiền thì các bạn nhìn cái sơ đồ nè, cô sẽ không phân tích trong dịch chiết nước axit có gì, chloroform chứa gì, định tính strychnine và brucine, không có nói tới cái đó nữa ha. Vì bạn phải biết là khi định tính thuốc thử chung, alkaloid phải ở dạng muối. Định tính bằng thuốc thử đặc hiệu thì đa số alkaloid ở dạng bazơ và môi trường khang. Và cụ thể bạn nhìn vào thì bạn biết cái nào là dạng bazơ, lúc nào nó là dạng muối, thì đã giảng kỹ rồi. Ở đây cô chỉ nói hai ý trong cái quy trình này. Ý thứ nhất là dung môi chiết, phương pháp chiết. Dung môi chiết liên quan đến phương pháp chiết, đó là 40ml axit sulfuric 2%. Đây là dung môi chiết alkaloid trong bột mã tiền là nước axit, nên sau cái bước này chúng ta sẽ thu được alkaloid dạng muối trong dịch chiết nước axit. Rồi được chưa? Cái thứ hai đó là tác nhân kiềm hóa sử dụng trong bài này, trong quy trình này, đó là cái amoniac đậm đặc. Tại sao dùng amoniac? Đơn giản vì BKA của strychnine và brucine nhỏ hơn BKA của amoniac, nên mình dùng amoniac để mình kiềm thôi. Còn kiềm đến pH bằng 10 hoặc lắc phân bố với lại chloroform thì giống như hai phương trình phía trên rồi, hai quy trình phía trên rồi. Và đặc điểm thứ hai ở đây cô cần nhấn mạnh với các bạn là cô có thể thay cái quy trình chiết mã tiền bằng quy trình chiết cà độc dược được hay không. Tức là bột mã tiền ban đầu cô sẽ làm ẩm bằng amoniac. Sau đó thì cô sẽ chiết bằng chloroform. Cái này đã giảng ở đợt trước rồi ha. Bây giờ cô nhắc lại. Không thể thay cái quy trình chiết, cái phương pháp chiết mã tiền giống như cà độc dược. Lý do là trong bột mã tiền á, trong cái hạt mã tiền lẫn rất là nhiều dầu béo và các cái chất nội nhũ ở trong đó. Nên khi mà các bạn chiết bằng dung môi hữu cơ ở cái bước đầu tiên á, làm ẩm xong chiết bước đầu tiên bằng chloroform á, thì cái mẫu alkaloid của mình lẫn rất là nhiều dầu béo ở trong đó và các cái bước tiếp theo rất là khó loại dầu béo. Nên đó là lý do chúng ta không lựa chọn phương pháp chiết số 1 để chiết hạt mã tiền. Cũng như là đối với cà độc dược, chúng ta không áp dụng cái phương pháp này chiết bằng nước axit vì nó cũng sẽ làm thủy phân liên kết ester. Các bạn nhớ giùm cô ha. Rồi tên phản ứng của strychnine là sulfogromide. Tên phản ứng của brucine là cacothylin. Thuốc thử như thế nào? Hiện tượng ra sao? Các bạn note lại để mà mình làm bài nha. Cuối cùng, cô qua dược liệu vàng đắng để chiết berberine. Thì bạn nhìn vào quy trình, có hai ý cô cần các bạn nhớ. Thứ nhất là dung môi chiết. Thứ hai là thuốc thử. Thứ ba là dạng nào của alkaloid cho phản ứng với thuốc thử đặc hiệu. Rồi, vấn đề thứ nhất. Dung môi chiết là H2SO4 0,5%. Đó là một cái axit rất là loãng. Lý do chúng ta lựa chọn axit loãng để chiết berberine, đó là một alkaloid có nitơ bậc 4, nó rất là phân cực. Nó ngược lại với các cái alkaloid nãy giờ mình phân tích, mình chiết xuất, mình định tính là các cái alkaloid đó có nitơ bậc 3. Nhưng riêng cái thằng berberine này nè là nitơ bậc 4. Và nitơ bậc 4 nó cực kỳ phân cực nên nó sẽ tan trong những dung môi phân cực. Và mình lựa chọn chiết bằng axit loãng. Ở đây chúng ta chiết bằng axit sulfuric 0,5%. Chúng ta sẽ thu được alkaloid đó chính là berberine sulfate. Berberine sulfate. Còn nếu như ở đây chúng ta chiết bằng axit sulfuric có nồng độ cao hơn, ví dụ như là 5 hoặc là 10%, thì lúc này chúng ta không thu được berberine sulfate mà chúng ta sẽ thu được berberine bisulfate.
mà berberin bisulfat thì nó tan tốt trong nước hơn berberin bisulfat, nên đó là lý do chúng ta lựa chọn cái tác nhân chiết xuất, cái dung môi chiết xuất là axit rất là loãng. Trong dược điển á, người ta còn chiết từ 0,2 0,2% nữa chứ không phải là 0,5, rất là loãng. Axit càng loãng thì chúng ta thu được berberin sulfat. Berberin sulfat thì khả năng tan trong nước cao. Thì đó là cái lý do để chúng ta chọn một cái kiềm loãng. Và đương nhiên chúng ta chiết bằng chúng ta chiết bằng axit loãng, và đương nhiên sau khi chúng ta chiết bằng axit loãng rồi thì chúng ta sẽ thu được alkaloid dạng muối, cụ thể là berberin sulfat. Sau khi chúng ta thu được berberin sulfat, ta định tính bằng thuốc thử đặc hiệu, đó là nước Zaven. Sau khi cho nước Zaven vào thì nó sẽ có hiện tượng màu đỏ máu, thì đó chính là dạng oxy hóa của berberin, đó là oxy berberin. Vậy nếu như khi thi vấn đáp cho bạn hai cái mẫu như thế này, yêu cầu bạn phân biệt dạng của berberin, thì bạn sẽ nhớ là trong cái ống trứng sau khi chiết bằng nước axit thì đó là berberin sulfat. Còn trong cái ống thử, tức là sau khi bạn cho Zaven vô, cái ống thử nó có màu đỏ thì đó là oxy berberin. Thì đó là những cái lưu ý cho các bạn cần nhớ trong bài này. Rồi, có gì thắc mắc thì các bạn mở mic lên, còn không thì mình nghỉ, tạm nghỉ giải lao cho đến 8 giờ 15 phút ha. Cô sẽ ôn cái bài caffeine. Em điểm danh. Lên điểm danh hết giờ nó tự khóa rồi em. Cái này trên hệ thống người ta cài đặt tự động. Vậy giờ sao cô? Bữa sau em điểm danh bù được không cô? Hay là sao? Nãy em vô lúc mấy giờ? Nãy 7 giờ 15 mới đóng mà. Dạ nãy em vô lớp lúc 7 giờ 18 á. Em vô em không thấy cái link học á, rồi em mới nhắn tin hỏi bạn, rồi bạn cho em cái link đó. Ủa sao không thấy cái link học? Cái link học ở trên LCMS bình thường mà em. Em học lớp nào? Dạ em học lớp này với cô, mà em lên nó ghi là cái link nó bị mất rồi cô, không có vô được. Ủa em sao mấy bạn vô được? Em cũng biết nữa, em mới nhắn tin một bạn trong lớp để xin lại cái link đó. Nếu mà cái link bị mất trên LCMS thì sao bạn khác vô được? Ở đây cả lớp ta vô bình thường mà. Nên hết giờ không có điểm danh được em ha. Buổi sau nhớ là vô lớp sớm hơn. Dạ, dạ em cảm ơn cô. Caffeine bằng phương pháp đo quang ha. Rồi đối với lại cái bài này ha, thì một cái cột mốc quan trọng mà các em cần nhớ cho cô đó là cái quá trình xây dựng cái đường tuyến tính Y bằng AX cộng B. Vì mình dựa vào cái đường tuyến tính này, từ đó thì mình mới tính ra được cái hàm lượng phần trăm của caffeine trong cái mẫu thử, tức là cái mẫu mình cần mang kiểm nghiệm. Vậy để xây dựng được cái đường tuyến tính này, vì đây gọi là đường chuẩn, đường tiêu chuẩn đúng không? Thì mình phải có một cái chất tiêu chuẩn, đó là caffeine chuẩn. Và cái caffeine chuẩn này là do nhà sản xuất, người ta sản xuất ra trong thành phần của nó chỉ có caffeine thôi, không có những cái chất khác. Người ta gọi đó là caffeine tinh khiết. Còn cái mẫu của mình mang kiểm nghiệm, tức là cái mẫu cà phê bất kỳ trên thị trường mà mình dùng, ví dụ như mẫu cà phê Trung Nguyên, mẫu cà phê Bảo Lộc, hoặc là thậm chí một cái lon bò cụng, hoặc là một cái ly trà Phúc Long của mình á, thì mình sẽ lấy một cái mẫu đó, mình mang đi, mình kiểm nghiệm xem dựa vào cái đường tuyến tính mình đã xây dựng, xem cái hàm lượng phần trăm caffeine trong đó là bao nhiêu. Và để tiến hành bằng cái phương pháp này,
Thì chúng ta sẽ có 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ xác định bước sóng hấp thu cực đại. Nếu như bạn coi cái mẫu của mình như là một cái mẫu mới, một cái mẫu lạ, bạn chưa biết bước sóng, thì mình có thể quét cái bước sóng bằng những cái mẫu mà mình xây dựng để mình xây dựng cái đường tuyến tính á, tức là những cái mẫu pha loãng á, mình sẽ dùng một trong những cái bình đó mình mang đi đo cái độ hấp thu, quét cái bước sóng cực đại. Còn cái cách đơn giản hơn là mình biết đây là caffeine, mình muốn xác định mẫu caffeine thì nó sẽ hấp thu ở bước sóng 275 nanomet. Làm sao mình biết ha? Thì cái này dược điển người ta đã làm rồi và người ta ghi nhận lại. Thì có hai cách như vậy. Nếu như mỗi năm các bạn làm thực hành tại lớp á, các bạn thi á, thì cô chỉnh về bước sóng cực đại 275 nanomet sẵn cho các bạn luôn. Vậy cái bước tiếp theo là cái bước thứ hai, là cái bước xây dựng cái đường tuyến tính. Bước thứ ba là cái bước mà bạn chuẩn bị cái mẫu mà mình cần kiểm nghiệm. Hai cái bước này nó độc lập với nhau. Để xây dựng đường tuyến tính thì bạn phải có trong tay caffeine chuẩn, caffeine tinh khiết. Để làm bước thứ ba thì bạn phải có trong tay cái mẫu mà mình cần kiểm nghiệm, cái mẫu mà mình muốn kiểm nghiệm. Rồi ha, rồi. Rồi đầu tiên là cái bước 1, có hai cách thì hồi nãy cô đã nói qua rồi. Một là bạn dùng một trong năm cái bình mà mình xây dựng cái đường tuyến tính á, mình đi đo cái độ hấp thu. Hai là cô chỉnh về bước sóng 275. Cái bước 1 này thì bước đơn giản thôi. Còn cái bước thứ hai là cái bước mà bạn cần xây dựng cái đường tuyến tính nè. Bạn sẽ cần 20mg caffeine chuẩn. Caffeine chuẩn hay còn gọi là caffeine tinh khiết. Tuy nhiên thì các cái nhà sản xuất á, cái độ tinh khiết của nó sẽ phụ thuộc vào cái nhà sản xuất. Ví dụ như cái mẫu mà thường quy hay sử dụng về caffeine chuẩn á, thì cái độ tinh khiết là 98%. Vậy nếu như bạn muốn tính chính xác cái khối lượng của caffeine chuẩn thì bạn sẽ lấy 20 nhân cho 0,98, thì lúc đó nó mới ra cái khối lượng chính xác của caffeine. Rồi bạn sẽ tiến hành như trong quy trình, cho 30ml nước cất vào, sau đó mình mang siêu âm. Lý do là caffeine nó khó tan trong nước nên mình sẽ sử dụng cái tác dụng của sóng siêu âm để mình đánh tan cà phê ra. Nếu mình không có cái bước này thì mình pha cái nồng độ của caffeine chuẩn trong cái bình định mức này, trong cái dung dịch gốc này, thì nó sẽ không có đạt yêu cầu, nó sẽ dễ dẫn đến sai số. Sau đó thì mình sẽ thêm vạch cho đến vừa đủ 100. Lúc này bạn đã có trong tay dung dịch gốc A rồi. Vậy nồng độ của dung dịch gốc A, CA, bạn tính thử coi ra được bao nhiêu ppm. ppm tức là nồng độ phần triệu, là nồng độ microgram trên millilit. Thì cái bài này, cái bài tập này cô đã cho các bạn làm rồi. Các bạn mở lại ha, cái bài mà các bạn nộp cho cô để lấy điểm thường kỳ á, các bạn mở lại, các bạn xem cái cách tính nồng độ dung dịch gốc A. Đơn giản thôi, có khối lượng, có thể tích. Thì bạn sẽ lấy khối lượng ban đầu là 20. Mà 20 thì bạn nhân với 0,98, lý do là cái độ tinh khiết của caffeine chỉ 0,98 thôi. 20 nhân với 0,98 thì bạn sẽ ra được MA chuẩn ban đầu. Bạn pha trong thể tích 100 thì bạn lấy cái khối lượng đó bạn chia cho 100 thì bạn sẽ được nồng độ. Nhưng nồng độ lúc này là nồng độ miligam trên millilit. Và người ta yêu cầu bạn tính nồng độ ppm, tức là nồng độ microgram trên millilit. Vậy bạn phải đổi ra milligram, bạn đổi ra microgram bằng cách bạn nhân với 10 mũ 3. Thì bạn sẽ được cái nồng độ ppm. Từ cái dung dịch gốc A này, bạn sẽ pha ra các cái nồng độ pha loãng hơn. C2, C4, C6, C8, C10. Để mình dùng những cái mẫu này nè, mình đi đo quang. Để mình xây dựng 5 cái điểm trên một đường thẳng. Đây. Mình cần xây dựng 5 cái điểm trên một đường thẳng với 5 cái nồng độ khác nhau, C2, C4, C6, C8, C10. Nên mình phải pha loãng thành 5 cái nồng độ khác nhau. C2 bạn lấy từ dung dịch gốc A 20ml. C4 bạn lấy từ dung dịch gốc A 4ml. Tương tự cho đến C10 bạn pha trong cái bình định mức 100. Dung dịch gốc A ban đầu bạn đã tính được nồng độ. Vậy dung dịch của các cái bình này, vậy nồng độ của các cái bình này
Mặc nhiên là bạn phải tính được C2 bằng bao nhiêu, C4 bằng bao nhiêu. Quên thì mở cái bài tập hôm bữa các bạn nộp cho cô á, coi lại nha. Sau khi có nồng độ của 5 cái bình này rồi, à, bạn ghi lại, bạn để đó. Tiếp theo, bạn sẽ mang đi đo quang 5 cái bình này. Tương ứng với mỗi cái bình, bạn sẽ được cái độ hấp thu khác nhau. Bình C2, bạn đo, bạn sẽ thu được cái độ hấp thu là A2. C4 có độ hấp thu là A4 cho đến C10. Rồi. Vậy bạn có trong tay 5 cái nồng độ của 5 cái bình con này, 5 cái độ hấp thu của 5 cái bình con này, áp vào Excel hoặc là máy tính Casio. À, Excel thì hôm bữa cô đã chỉ cho các bạn cách tính rồi và bạn cũng đã làm bài tập nộp rồi. À, thì một là bạn tính bằng máy Casio, hai là bạn tính Excel, nhập 5 cái nồng độ, nhập 5 cái độ hấp thu vào. À, bạn sẽ tính ra được cái đường thẳng Y bằng AX cộng B với hệ số tương quan ràng buộc R bình phương phải tối thiểu được 3 con số 9. Vậy nếu nó không được 3 con số 9 thì sao mà phải ràng buộc nó? Thì cái này bạn học bên hóa phân tích rồi. Nếu như không được 3 con số 9 thì lập tức có ít nhất là một điểm nó nằm ra khỏi cái đường thẳng này. Vậy nếu như có một điểm nó lệch, tức là nó đâu còn tuyến tính nữa. Mà nó không còn tuyến tính nữa thì làm sao bạn dùng nó để bạn định lượng? À, thì đó là cái lý do mà mình phải xây dựng được cái đường này có hệ số tương quan R bình phương tối thiểu 3 con số 9. Vậy nếu như không được 3 con số 9 thì mình khắc phục làm sao? Thì mình sẽ nhìn cái đường này trên Excel. Nếu như không được 3 con số 9 thì bạn sẽ thấy có những điểm, ít nhất là một điểm nó không nằm trên đường thẳng. Và bạn nhìn vào cái sơ đồ này thì bạn sẽ biết, bạn sẽ biết cái bình nào bạn pha chưa đạt yêu cầu, cái bình nào nó không tuyến tính, thì bạn sẽ pha lại cái bình đó, bạn điều chỉnh lại cái bình đó, bạn điều chỉnh cái nồng độ của cái bình đó. Ha, thì lúc đó bạn áp cái số liệu vô, bạn tính toán. À, thì đó là cái cách khắc phục, à, cũng như là cái lý do tại sao mà mình cứ nói R bình phương phải được 3 con số 9 là như vậy. Sau khi bạn đã thực hiện xong cái bước thứ 2, đã xây dựng được cái đường tuyến tính rồi, mình để đó, để qua một bên. Mình tiếp tục bước thứ 3 là cái bước độc lập, là cái bước mà mình chuẩn bị cái mẫu mà mình cần kiểm nghiệm, cái mẫu mà mình muốn kiểm nghiệm. À, thì cái bước thứ 3 này bạn phải đi chiết cái mẫu thử. À, nếu mẫu của bạn là chất lỏng rồi, ví dụ như là một cái lon bò cụm, một cái chai xì tin hoặc là một cái ly trà Phúc Long đã là cái chất lỏng rồi, thì chỉ cần pha loãng cái mẫu thôi. Ở đây cô coi như cái mẫu của mình là cà phê in bột, là cà phê bột. Cô coi như cái mẫu của mình là cà phê bột. À, thì cô sẽ mang đi chiết. À, bằng cách là cô cân 1 gram bột cà phê. À, cô chiết với 3 lần. Mỗi lần 50ml nước sôi. Cho vào Atlant 250 ha. Cô chiết 3 lần như vậy. Cô gộp 3 lần dịch chiết lại. Sau đó cho vào bình định mức 250. Làm lạnh và để qua đêm. Tại sao cần phải làm lạnh và để qua đêm? Là để cho những cái chất béo hoặc là những cái chất nhầy trong cà phê nó lắng xuống. À, để hôm sau là mình chỉ cần lọc lại cho nó trong, à, để mình tiến hành định lượng thôi. Sau khi mà bạn có cái mẫu trong cái bình định mức 250 rồi, à, bạn sẽ lấy 4ml từ cái bình này. Bạn pha loãng trong cái bình 100, tức là bạn pha loãng 25 lần. Sau đó thêm nước cất vừa đủ. Bạn sẽ mang cái bình này nè, mang cái bình 100 chứ không phải mang cái bình 250 nha. Mang cái bình 100 đã pha loãng 25 lần, mang đi đo UV. Và sau khi đo UV ở bước sóng 275, bạn sẽ thu được cái được gọi là độ hấp thu của mẫu thử. Tức là độ hấp thu của cái mẫu mà mình cần kiểm nghiệm á. Sau khi có độ hấp thu của mẫu thử rồi, bạn sẽ thế vào phương trình Y bằng AX cộng B bạn vừa tìm được ở bước 2. À, bạn sẽ suy ra được X, đó chính là nồng độ của mẫu thử. Có nồng độ của mẫu thử rồi, bạn áp vào trong công thức tính phần trăm caffeine. À, bạn sẽ tính ra được hàm lượng phần trăm caffeine ban đầu. Ở đây cô chỉ lưu ý bạn một cái, đó là M cân. À, cô chỉ lưu ý bạn là cái M cân này thôi. Thường á, là cái M cân này nè, bạn hay thấy nhầm là 20mg. Nhưng mà cái M cân này là M cân của mẫu thử, tức là chỉ có 1 gram ban đầu thôi. À, nên các bạn lưu ý chỗ này, nếu như mình cân 1,1 gram,
thì ở đây mình sẽ thấy bằng 1,1 gram. Chỗ này nếu mình cân là 1 gram thì mình sẽ thấy công thức này là 1 gram. Ở nên các bạn hay thấy nhầm á, thì các bạn lưu ý giùm cô. Thì đó là xong các cái bước trong cái quy trình định lượng cà phê in bằng phương pháp đo quang. Có gì thắc mắc ha thì các bạn mở mic lên các bạn trao đổi, còn không thì bây giờ mình sẽ xem video. Đặc biệt là bạn xem kỹ nha, bạn xem kỹ cái bài alkaloid ban đầu á, cà độc dược vàng đắng rồi đó, cà độc dược mã tiền rồi đó, thì bạn xem kỹ cái đó giùm cô. Xem kỹ hiện tượng, xem kỹ dược liệu nào đối với thuốc thử chung có bao nhiêu ống dương tính thì bạn nhớ note lại để mình thi trắc nghiệm hoặc là thi vấn đáp ha, các bạn trả lời cho nó tốt. Rồi nếu không có gì thắc mắc nữa ha thì bạn coi video, bạn nào coi xong rồi thì mình có thể nghỉ sớm.